Thưa sư, con đã học hết video giới không tà dâm của sư, nhưng xin sư hãy làm ơn trả lời giúp con câu hỏi này. Con phạm tà dâm sàm sỡ của bạn gái, con đã sám hối trước bạn gái và mẹ của bạn gái rồi, được tha thứ hoàn toàn, bảo sau không tái phạm là được. Con muốn sám hối với người cha nữa, nhưng mẹ của bạn gái không cho phép, vì người cha rất nóng nảy, sợ to chuyện. Mẹ bạn gái nó còn sám hối ngang đó là được rồi, vẫn tha thứ cho con. Thưa sư, con đã thành tâm muốn sám hối như thế, nhưng vẫn không thể sám hối được với người cha của bạn gái. Sư cho con hỏi, con đã cố gắng đến được ngang đó thì tội của con như thế nào? Có đọa địa ngục không? Dạ xin sư cho con lời khuyên. Phải nói là sư chưa thấy trường hợp này dễ thương vậy. Chắc có lẽ là quý vị còn rất là trẻ, sư không biết trẻ bao nhiêu tuổi thì còn rất là trẻ, cho nên là mẹ của cô bạn gái nói như vậy là nên nghe, nghe lời người lớn không có thiệt đâu nha. Đó, còn quý vị mà cứ nặng nặng đòi gặp cha ta, người ta hỏi ta quánh cho thì ráng chịu, cái đó gọi là mình thiếu trí tuệ. Mình đừng có nghĩ nhiều quá. Sư nghĩ là do có những việc á, sư dùng cái gọi là cái gợi ý, dùng những cái từ nói bóng nói gió, nói mé, và sư mong là quý vị hiểu. Nhưng mà một số trường hợp quý vị không hiểu, như trường hợp bạn này, có thể đầu óc bạn này quá thuần khiết đi, cho nên là sư nói mé quý vị không hiểu, phải nói thẳng quý vị mới chịu. Thì cái chuyện mà quý vị tạm gọi là sàm sỡ đó ha, nó đương nhiên nó không có nên, sư nói thẳng trước đầu tiên là nó không có nên ha. Nhưng mà cái thứ hai là nó không có phạm giới tà dâm. Cái chuyện phạm giới tà dâm á là khi nào á mà hai đứa quan hệ nam nữ với nhau á, làm chuyện vợ chồng với nhau á, thì khi đó mới tính nha. Còn cái chuyện kia thì nó không phải. Cho nên là chưa, không có tính, không có phạm giới tà dâm. Tuy nhiên nó không có nên, và mình đã xin lỗi rồi thì cũng không sao. Cái nghiệp á, mà nếu như mà mình có tạo thì nó cũng chấp nhận được, nó nhẹ thôi. Sư không biết nói như thế nào để cho cái bạn này bạn đó hiểu, tức là mình chỉ hiểu là cái chuyện này không có nên và không có nên lặp lại thôi. Và mình đừng có nghĩ quá nhiều về việc này. Trước mắt á, mình lo á, là mình lo cái chuyện là lo chuyện học trước nè. Sư e là có thể là quý vị chưa học xong hết. Lo cái chuyện học của mình trước đi. Rồi sau đó đó, là mình lo đi làm. Rồi sau đó mình trở thành một con người trưởng thành, mình có thể mình chịu trách nhiệm với cái đời sống của mình có thể nuôi được mình, có thể nuôi được gia đình của mình. Khi nào mà mình có một cái công việc ổn định rồi đó, thì mình mới tính là người trưởng thành. Chứ cái người trưởng thành á, không phải là cái chuyện là mình có người yêu là trưởng thành đó. Không phải là cái chuyện là mình với người yêu mình làm chuyện người lớn là trưởng thành đó. Mà cái người trưởng thành đó là người có khả năng chịu trách nhiệm với đời sống của mình, và là người có khả năng nuôi được chính mình, nuôi được gia đình của mình, và sẵn sàng để có thể gây dựng một gia đình. Tức là sống là một người có trách nhiệm, có đạo đức, thì đó mới là một người trưởng thành. Chứ còn cái chuyện mà mình có bạn gái thì nó không tính là trưởng thành đó. Cho nên là nhiều ông thì già đầu rồi, lấy vợ lấy con mà vẫn còn con nít. Thì xin nói hơi ngoài lề để quý vị hiểu cái dụng ý của sư ha. Và riêng với bạn này á, học giáo lý đi, học những cái lớp giáo lý nền tảng nè. Mình rồi sau đó học lớp cái danh sách phát là Kinh Hạnh Phúc á. Có nhiều việc sư biết là bây giờ chưa có hiểu đâu, nhưng mà cứ nghe đi. Nghe rồi sau này khi mà trí tuệ của mình phát triển lên á, thì quý vị sẽ hiểu dần.
rồi hoặc là cái lớp kinh pháp cú, đó là những cái lớp mà tương đối nó mềm á, thì quý vị sẽ dần dần quý vị sẽ hiểu được nhiều hơn. Đừng có lo quá. Không biết là Đức Đại Đức Tuệ Tường có cái chia sẻ gì không? Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Sư cũng đồng ý với quan điểm của Đại Đức Hạnh Tại là khi mà cái vị này có cái khởi lên tâm, có sám hối, điều đó là điều tốt. Và cũng có nghe lời khuyên, người mẹ là không nên gặp người cha, đó cũng đúng. Nhưng mà mình phải hiểu ý nghĩa sâu xa người của vị phụ, những người lớn, người phụ huynh đó, là không phải không cho gặp để mình không nói, nhưng mà là cái người mẹ này nè hiểu rõ tính tình người chồng mình, cho nên cũng sẽ lựa thời điểm, mà khôn khéo, có nghĩa là truyền tải cái thông điệp của cái vị này, cái vị này muốn sám hối người cha này. Người cha cũng sẽ hiểu thôi, vị hiểu không? Nhưng mà có điều là người mẹ sẽ khéo léo á, khéo léo chọn cái thời điểm thích hợp nói. À, cho nên cái điều mà sư nói á, là cái vị này sư nghĩ là nên an tâm đi, chứ mình đừng cũng có đừng đừng có dây dứt, mình đừng có bị cái cảm giác mà nó hối hận á, cảm giác hối hận á, là mình vẫn chưa có sám hối được với người cha. Không, tại vì cái chậm khi một cái trạng thái tâm quý vị như vậy á, nó hối hận như vậy á, thì đó là một trạng thái bất thiện, không tốt. Mà để nó nuôi nấng nhiều trong mình một thời gian dài lâu quá thì nó không nên. Nên cũng yên tâm đi, người mẹ sẽ tìm cái thời điểm thích hợp, cũng sẽ nói thôi, nói khéo léo với người cha, để cho người cha chấp thuận. À, thì vì mới hỏi là tội con như thế nào, thì hình đại của nó rồi thưa quý vị. Tại vì ở đây là cái trạng thái tâm, khi mà nói là khi mà nói về về tội á, tội cụ thể thế nào, thì quý vị, bản thân quý vị á, chính là cái người thẩm phán, cái chính là cái quan tòa mà gọi là công bằng nhất cho bản thân mình thôi. Mà muốn công bằng thì sao, thì vị phải đi học pháp căn bản vững, thì vị đối chiếu, đối chiếu thì dụ ngũ giới nè, rồi cái gì là thập thiện nè, cái gì thập ác nè, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì tà mạng, cái gì chánh mạng nè, cái gì chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng. Thì khi bị học có hiểu như vậy đó, bị con suy xét nhớ lại cái thời điểm đó đó, mình thân khẩu ý mình thế nào, thì mình biết cái tội mình như thế nào, rồi mình biết cái tội mình cụ thể như thế nào, chính xác thế nào đó, rồi mình mới khắc phục. Còn ở đây là câu hỏi thứ hai là vị nói là có bị đọa địa ngục không, thì sư vị cái sanh thú quý vị làm quý sư đâu có thể nào phán xét cụ thể được. Cái điều này là tùy theo cái đời sống hiện tại quý vị. Thí dụ quý vị có làm lỡ việc, có vị có lỡ làm việc bất thiện, quý vị nhận thức rõ điều đó, thì quý vị hãy cố gắng làm các nghiệp thiện nó nhiều vô, không có cái sự gián đoạn, thì cái những nghiệp thiện đó nó sẽ lấn át quý vị, lấn át những nghiệp bất thiện, thì quý vị sẽ chánh đọa vào bốn cái khổ cảnh. Cái điều đó đơn giản dễ hiểu thôi. Tôi nghĩ là đây đây cũng khá đầy đủ rồi, cho nên là cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.